Hi chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tách nền bằng Photoshop. Như các bạn đã biết thì từ trước đến nay, khi chúng ta phải tách một chủ thể ở trong Photoshop, đặc biệt chủ thể đó là người hoặc là những chủ thể có nhiều chi tiết nhỏ, thì việc tách rất là khó ở trên những phiên bản Photoshop từ 2019 trở về trước, đòi hỏi chúng ta cần rất nhiều kinh nghiệm và thời gian. Trong phiên bản Photoshop 2021 thì các bạn có thể tách chủ thể khỏi nền hoặc là tách nền rất là nhanh chóng với một vài bước mà thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng tấm ảnh mà các bạn đang thấy ở trên màn hình. Một tấm ảnh có khá nhiều chi tiết và vùng tóc này trông khá là khó tách đúng không các bạn? Có bạn nào tự tin có thể tách vùng tóc này một cách nhanh chóng trong khoảng 5 phút, 30 phút không? Để bắt đầu tách nền thì các bạn hãy nhấn đến công cụ là Object Selection Tool ở đây hoặc là phím tắt V đúp. Phía trên này sẽ xuất hiện chữ Select Subject ở đây. Chủ thể của chúng ta là người đúng không các bạn? Thì chúng ta chỉ việc nhấn vào Select Subject như vậy là được và chờ một chút xíu. Các bạn hãy xem điều kỳ diệu sắp xảy ra. Như các bạn thấy, Photoshop đưa ra vùng chọn rất là chính xác đúng không các bạn? Chúng ta cùng xem lớn hơn một chút xíu ha. Như các bạn thấy, những vùng chọn mà chúng ta gần như là không thể làm thủ công được. Mặc dù có những vùng chưa đẹp như chúng ta mong muốn, nhưng các bạn cứ để như vậy cũng được. Một lát nữa các bạn còn thấy điều kỳ diệu hơn. Ok, bây giờ chúng ta quay lại Select Subject như vậy. Chúng ta nhấn vào Select and Mask. Mặc dù có nhiều vùng không nằm trong vùng chọn của Photoshop khi nãy, nhưng mà khi chúng ta nhấn qua Select and Mask thì các bạn thấy là Photoshop tách rất là hay đúng không các bạn? Vùng tóc được giữ lại rất nhiều chi tiết. Chỗ này nó còn một chút lem thì chúng ta có thể nhấn vào đây. Và chúng ta làm một chút xíu như vậy là xong. Ở đây có phần áo này, hơi bị lem một chút xíu, chúng ta làm lại như vậy. Như vậy với một vài thao tác rất đơn giản, chúng ta đã tách nền ra khỏi chủ thể. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây. Sau đó chúng ta nhấn vào Add a Layer Mask ở đây. Chủ thể được tách khỏi nền một cách hoàn hảo luôn. Gần như không có một chút nào mà chúng ta phải chỉnh sửa thêm nữa. Bây giờ chúng ta chỉ việc thay nền vào tấm hình này thôi. Các bạn chọn File, chọn Place Embedded đây. Rồi OK. Chúng ta chọn một tấm hình như vậy. Chọn Place. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới. Nếu như các bạn muốn chỉnh lại cái chủ thể này cho nhỏ lại một chút thì chúng ta nhấn Ctrl T. Rồi chúng ta kéo lại một chút. Nếu như các bạn thấy chưa nghĩ thì các bạn có thể dùng công cụ V để di chuyển qua lại một chút. Chắc hẳn các bạn cũng nhận ra là chủ thể này có độ nét rất là giống với nền đúng không? Bức ảnh này thì nó có vẻ chưa được thật cho lắm. Thì chúng ta có thể chọn vào Background như vậy. Chúng ta chọn Filter, chọn Gaussian Blur. Chúng ta cho cái nền này mờ một chút xíu để cho chủ thể nổi hơn. Ok. Xong rồi. Như vậy với một vài bước rất đơn giản, chúng ta có thể tách nền khỏi chủ thể và ghép chủ thể sang một tấm nền khác rất là đẹp. Rất là dễ dàng. Những điều mà trước đây chúng ta không thể làm thủ công trong vòng 1 phút như vậy thì ngay bây giờ các bạn có thể làm với 30 giây. Có lẽ các bạn chưa thấy hài lòng với tấm hình này đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một tấm hình khác để làm cho các bạn cùng xem ha. Chúng ta sử dụng thêm một tấm hình thứ hai với rất nhiều chi tiết khá là giống với người mẫu đúng không các bạn? Ok, theo các bạn thì Photoshop có thể tách được nền ra khỏi chủ thể này không? Tương tự như khi nãy, chúng ta chọn công cụ là Object Select Tool bằng phím tắt là V đúp nha các bạn. Sau đó chúng ta nhấn Select Subject ở đây và chờ một chút nha các bạn. Mặc dù tấm hình của chúng ta có rất nhiều chi tiết giống nhau, đến người nhìn vào còn có lẽ bị nhầm giữa các chi tiết những bông tuyết này với chủ thể, nhưng mà Photoshop làm rất là hay. Bây giờ chúng ta chọn Select and Mask ở đây. Chúng ta loại bỏ những cái chi tiết bị lem lên một chút xíu. Ok, chúng ta lấy lại những chi tiết này. Ok, chúng ta có thể lấy vào đây một chút xíu để chúng ta bỏ cái nền phía sau đi. Rồi bây giờ chúng ta zoom lên một chút. Các bạn thấy mọi thứ quá tuyệt đúng không? Gần như là chúng ta không thể làm thủ công mà nhanh như vậy được. Nếu như các bạn khó tính hơn thì các bạn có thể sử dụng phần Smart Gradient đây để các bạn tùy chỉnh lại phần Shift S và Contrast để cho một tấm hình tuyệt vời hơn nữa. Đối với mình thì như vậy nó tuyệt lắm rồi, mình không cần thêm nữa, chúng ta chỉ việc loại bỏ những cái lỗi như vậy thôi. Sau đó chúng ta nhấn OK. Mình sẽ zoom nhỏ lại. Sau đó nhấn Add a Mask ở đây. Như các bạn thấy, chủ thể của chúng ta được tách khỏi nền gần như là hoàn hảo. Chúng ta chọn File, chọn Place Embedded. Ok, chúng ta chọn một tấm nền có tuyết đi ha, cho tương đồng với chủ thể. Chúng ta kéo xuống dưới. Chúng ta nhấn Ctrl T. Chúng ta kéo lại. Rồi, các bạn thấy được không? Mình nghĩ là được rồi đó.
chúng ta nhấn Enter. Nền của chúng ta đang quá nét so với chủ thể. Thì bây giờ chúng ta vào Background đây. Chúng ta chọn Filter, chọn Blur, Gaussian Blur. Chúng ta chọn Gaussian Blur như vậy thì cái nền này nó sẽ có độ mờ giống như nhau ở trên tất cả các vùng. Nếu như các bạn khó tính hơn nữa thì các bạn chọn Lens Blur thì nó sẽ cho cái độ sâu chân ảnh thực tế hơn nữa. Nhưng ở trong trường hợp này thì mình thấy như vậy là đẹp rồi. Sau khi tách nền và ghép thành công rồi thì chúng ta chọn vào file, chọn export. Các bạn có thể chọn là export as PNG hoặc là bạn export ra ảnh JPEG. Chúng ta chọn JPEG như vậy. Ok, chúng ta chọn save lại. Chúng ta lưu ra desktop. Save. Chờ một chút nha các bạn. Như các bạn thấy tuyệt đẹp phải không? Bức ảnh này có thể sử dụng được rồi. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ cho bạn bè, chúng ta đăng lên đâu đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có thật nhiều ảnh đẹp với Photoshop 2021. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ trường nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.